chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay không biết là có những thông tin gì đặc biệt không anh Tuấn Anh? Ban biên tập đã tổng hợp rất là nhiều thông tin nông nghiệp hữu ích và thiết thực với bà con nông dân. Như là tỉnh Bình Phước đã khuyến cáo nông dân không trồng sầu riêng Musangking, giống Malaysia, giống ruột đỏ như là bà con đang thấy. Và nguyên nhân là gì đâu thì mời bà con xem chi tiết ở phần sau. Thông tin đáng chú ý khác cũng được 365 ngày chuyển động cập nhật liên tục. Qua địa lan Đà Lạt nở sớm, giá vẫn không tăng so với năm 2018. Đu đủ vàng miền Tây lên chậu thu hút khách dịp Tết Nguyên Đán. Sản xuất cây giống in vitro sẽ chọn lọc được những đặc tính vượt trội nhất của giống đó. Sản phẩm chất lượng được các trung tâm nghiên cứu các tỉnh thực hiện. Nhưng điều khó khăn là gì? Nếu tính đến thời điểm này thì còn khoảng 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán 2019. Nhưng mà nhiều vườn địa lan tại địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đều đã bung nở, gây thiệt hại lớn cho nhà vườn sau cả năm trời chăm sóc. Được biết là địa lan là những giống nhập ngoại cũng không hề dễ chăm sóc. Theo nhiều người có kinh nghiệm trồng hoa địa lan tại Đà Lạt, dù đã có nhiều biện pháp kiềm hãm sự phát triển của hoa như dùng lưới đen che tối vườn, hạn chế chất dinh dưỡng hay là dùng lưới bọc cho hoa, nhưng mà do thời tiết giáp Tết khá là nắng nóng kết hợp với mưa gió thất thường cho nên rất là khó để kiềm hãm hoa nở sớm, nên các bông hoa đã bung nở hết như thế này. Nhà vườn ứng phó bằng cách nào? Đó là thông tin rất được quan tâm. Nhiều trang trại trồng địa lan tại Đà Lạt cho biết hiện tỷ lệ hoa đã nở rộ trung bình từ 60 đến 70%. Hoa nở sớm khiến các trang trại buộc phải cắt cành để bán, mong thu lại phần nào công sức đầu tư và chăm sóc. Trung bình mỗi cành hoa địa lan cắt bán vào thời điểm này có giá từ 40.000 đến 80.000 đồng một cành tùy chủng loại. Chỉ bằng khoảng 1 phần 10 so với giá bán hoa chậu phục vụ thị trường Tết, nhưng đành phải chịu. Thời điểm hiện tại, khách đến đặt hàng cũng thưa hơn mọi năm, chỉ khoảng 30% và chủ yếu là khách quen từ nhiều năm trước. Trong khi giá bán địa lan không cao so với năm trước. Hiện giá hoa chậu khoảng 800.000 đồng một cành, đối với địa lan New Zealand vàng và xanh, địa lan SCC vàng chanh xanh 207 có giá từ 400.000 đến 600.000 đồng một cành. Được biết, tổng diện tích hoa địa lan phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán năm 2019 của thành phố Đà Lạt là 35 hectare với khoảng 400.000 cành. Đó là việc của thời tiết cho nên nông dân rất bị động. Hy vọng là nhà vườn thu lại được phần nào vốn liếng, tránh lỗ lã. Còn với sản phẩm khoai tây Đà Lạt thì ngành chức năng và người dân đang triển khai gắn nhãn mác sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Và vụ đông xuân năm nay, việc gắn nhãn mác này được tỉnh Lâm Đồng thực hiện tại các đơn vị sản xuất rồi. Tôi nhớ là năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt nhằm ngăn chặn tình trạng tiểu thương trà trộn khoai tây nhập ngoại, giả danh khoai tây Đà Lạt. Và việc dán tem truy xuất vẫn đang được thực hiện rất là sát sao. Cụ thể, trên nhãn hiệu và tem chống hàng giả dùng cho sản phẩm khoai tây Đà Lạt đều có thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành và hình ảnh khoai tây Đà Lạt. Cùng với đó là thông tin đầy đủ của công ty được phép sử dụng nhãn hiệu và tem dán này. Chính doanh nghiệp đã đăng ký tham gia đề án với sản lượng khoai tây đưa ra thị trường là hơn 7.800 tấn một năm, chiếm khoảng 1/4 sản lượng khoai tây hàng năm của tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay tổng diện tích trồng khoai tây tại tỉnh Lâm Đồng là hơn 1.500 hectare, sản lượng trên 37.000 tấn tập trung vào vụ đông xuân. Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng biết đến hai giống sầu riêng nổi tiếng là Mông Thông và sầu riêng Ri Sáo. Đây là giống Thái thích hợp với nhiều vùng thổ nhưỡng của nước ta cho chất lượng muối thơm và béo. Gần đây thì thu hút người tiêu dùng là sầu riêng Musangking hay là sầu riêng Malaysia ruột đỏ như thế này đây ạ. Và lúc đầu thì một số người bán nhập hàng về bán lại, nhưng mà do yếu tố độc lạ cho nên cũng có nhiều người dân tìm và trồng. Nhưng mà không có dễ dàng như anh Tuấn Anh nói đâu anh Tuấn Anh. Bởi vì theo tôi nhận được thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, một tỉnh ở Đông Nam Bộ trồng rất là nhiều sầu riêng, vừa có văn bản gửi ủy ban các huyện, thành phố, đơn vị liên quan về việc là tăng cường quản lý giống sầu riêng Musangking, không khuyến cáo bà con nông dân trồng và nguyên nhân là do. Đây là giống sầu riêng chưa có cơ quan thẩm quyền cho phép trồng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh. Trong những thời gian gần đây, diện tích sầu riêng trong tỉnh Bình Phước có xu hướng gia tăng. Do đó, nhu cầu sử dụng giống đã tăng lên đột biến. Đặc biệt, trong thời gian qua, trên các trang mạng Internet có đưa thông tin giống sầu riêng Musangking xuất xứ từ Malaysia có năng suất và chất lượng cao, được thị trường Trung Quốc và Singapore ưa chuộng, rao bán với giá từ 200.000 đồng cho đến 800.000 đồng một bầu giống.
Sầu riêng Musangking đến nay chưa có đơn vị đăng ký nhập khẩu về để làm khảo nghiệm, thử nghiệm tại Bình Phước và chưa được cơ quan chuyên môn nghiên cứu đánh giá về khả năng sinh trưởng và phát triển, khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết, chống chịu sâu bệnh, năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất. Giống này cần phải được kiểm chứng trước khi trồng đại trà. Theo quan niệm của người xưa, đu đủ được xem là loại trái cây chưng Tết thể hiện một cuộc sống đầy đủ, không thừa cũng chẳng thiếu. Vì vậy, những năm gần đây không ít nhà vườn ở miền Tây và Đông Nam Bộ nữa trồng đu đủ vàng rất là nhiều để mà với cái mục đích là săn tiền Tết. Nghe chị Ngọc Như nói là săn tiền thì tôi cảm nhận là hàng đu đủ vàng sẽ bán rất là chạy đúng không? Vâng, và cái đu đủ thì là một trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết, cho nên là bán rất là chạy. Anh Lưu Văn Kim, ngụ ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Tết này không chỉ bán trái mà còn cho cả cây vào chậu, rất là được khách hàng chú ý. Người nông dân này trồng đu đủ vàng từ năm 2015. Theo ông, trồng đu đủ vàng lời gấp 3-4 lần đu đủ xanh, lại rất dễ bán vì đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Thêm vào đó, nhiều người dân thành thị thường chọn đu đủ vàng theo tâm niệm là vừa đủ lại vừa có vàng. Loại đu đủ vàng này có sản lượng bình quân là từ 15 cho đến 20 trái một cây, trái nặng bình quân từ 100 đến 300 gram. Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, ông Kim trồng khoảng 70 chậu đu đủ vàng, dự kiến bán hết trước Tết Nguyên Đán sẽ thu lời khoảng 60 triệu đồng. Giá bán năm 2018 là 800.000 đồng cho đến 1.200.000 đồng một chậu. Hàng năm để chuẩn bị cho thị trường Tết, thời gian xuống giống thích hợp vào tháng 5, tháng 6 âm lịch, đến cuối tháng Chạp là thu hoạch. Khi chín, trái đu đủ có màu vàng nghệ, vị ngọt thơm, ruột đỏ, vỏ cứng, dễ bảo quản vận chuyển, trái để được khoảng nửa tháng. Thị trường tiêu thụ đu đủ vàng chủ yếu là thương lái trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Kính thưa bà con, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, hiếm nơi nào sánh kịp về chất lượng. Do thời gian canh tác lâu năm nên cà phê già cỗi cần phải được tái tạo và phục hồi. Hiện nay diện tích cà phê ở tỉnh Lâm Đồng gần tương đương với diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao mà tỉnh này đang theo đuổi, lên đến hàng chục ngàn hecta, cũng đủ thấy là tầm quan trọng của cây cà phê đối với đời sống của người dân như thế nào. Nhằm hỗ trợ bà con nông dân có thể tái canh những diện tích cà phê già cỗi cho năng suất, chất lượng thấp, từ nguồn vốn của ngân sách thì năm qua tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ một số tiền rất lớn để nông dân tái canh gần 330 hecta cà phê già cỗi. Song song với đó thì từ nguồn vốn vay ngân hàng là khoảng 400 tỷ đồng và nguồn vốn tích lũy ở các nông hộ, bà con các địa phương đã tiếp tục thực hiện tái canh, ghép cải tạo những diện tích cà phê già cỗi cho năng suất và chất lượng thấp. Với những nguồn kinh phí nói trên, trong năm 2018, tổng diện tích cà phê được bà con nông dân tỉnh Lâm Đồng tái canh cải tạo giống là gần 9.000 hecta, tăng gần 1.400 hecta so với kế hoạch. Trong đó trồng tái canh được trên 3.000 hecta, số diện tích còn lại là ghép cải tạo. Như vậy, lũy kế đến hết năm nay, toàn tỉnh đã thực hiện tái canh, ghép cải tạo được gần 54.400 hecta. Trong đó, trồng tái canh được gần 22.700 hecta, trồng mới được trên 1.000 hecta, còn lại là những diện tích cà phê được ghép cải tạo. Tái canh, phục hồi diện tích cây già cỗi, sản xuất, nghiên cứu giống, tất cả những cái công việc này đều vào mục đích là cho ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng, nâng tầm thương hiệu nông sản của địa phương. Ngọc Như chắc là bà con và quý khán giả đã nghe nhiều thời gian gần đây là cây trồng cấy mô đạt chất lượng vượt trội này kia rồi đúng không ạ? Nhưng mà sẽ có rất là nhiều bà con chưa có hiểu thế nào là cây giống cấy mô hết. Dần cây giống cấy mô hay còn gọi là phương pháp nuôi cấy mô in vitro, sản xuất giống ở trong ống nghiệm, nó khác hoàn toàn với cấy ghép mà bà con thông thường vẫn hay làm. Các nhà nghiên cứu phải tuyển chọn rất là kỹ lưỡng những đặc tính vượt trội nhất của giống để sản xuất. Với giống này, nếu mà lấy cây cấy ghép trồng lại thì chưa hẳn là đã tốt như ban đầu. Và tỉnh Lâm Đồng đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nên cũng rất là đầu tư cây con giống chất lượng. Hiện nay tỉnh Lâm Đồng có trên 50 tổ chức cá nhân nuôi cấy gần 400 bót cấy. Và hàng năm thì các đơn vị nói trên đã sản xuất trên 45 triệu cây giống. Thực tế cho thấy sản xuất kinh doanh cây giống in vitro ở Lâm Đồng còn rất là nhiều khó khăn thách thức. Phóng sự sau đây sẽ phân tích cụ thể hơn vấn đề này. Thông thường trong sản xuất cây giống in vitro, nguồn vật liệu nhân giống ban đầu phải được các cơ sở tuyển chọn, nghiên cứu kỹ càng, kiểm soát dịch bệnh đầu vào cho nuôi cấy mô. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng, tại một số cơ sở sản xuất cây giống in vitro, đây là những khâu còn nhiều hạn chế. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn giống cung ứng cho nhà nông. Ngoài ra, quy trình nhân cấy mô chủ yếu do các cơ sở tự nghiên cứu và làm theo kinh nghiệm.
Một số quy định quản lý của nhà nước đối với cây rau qua chưa được các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất giống in vitro thực hiện nghiêm túc, nhất là việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng giống và ghi nhãn hàng hóa giống cây trồng do đơn vị sản xuất. Theo nhận định của các kỹ sư chuyên ngành, để có một lô cây giống in vitro đảm bảo chất lượng, trong quá trình sản xuất cây giống in vitro, các cơ sở cần thực hiện tốt việc quản lý dịch hại trong vườn từ công đoạn tuyển chọn cây mẹ cho đến vườn ươm một cách chặt chẽ và khoa học. Đây là việc làm cần thiết để hạn chế nguy cơ cây giống xuất hiện virus gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất ngoài đồng ruộng. Hiện tại trên Đà Lạt mình thì cái cây giống in vitro này nó cái nuôi cấy định sinh trưởng hầu như tất cả các phòng nuôi cấy mô mình thì không có nuôi cấy định sinh trưởng, mà mình lấy từ cái mẫu chồi bình thường thôi, mình có mẫu chồi như bình thường. Nhưng mà bây giờ vừa rồi bên em được học cái nuôi cấy định sinh trưởng của Himeji, một cái dự án của Nhật á, của JICA đó, thì vừa rồi tụi em cũng đang áp dụng cái vô mẫu bằng nuôi cấy định sinh trưởng. Thì nó có một cái lợi đó, thì khi mà anh nuôi cấy bằng định sinh trưởng á, thì cái mình có thể kiểm soát được cái virus và cái bệnh nó cũng hạn chế hơn. Ngoài những đòi hỏi về kỹ thuật thì vấn đề quan trọng khác cũng cần phải đề cập, đó là nguồn vốn đầu tư. Để có được một cơ sở sản xuất cây giống in vitro đảm bảo, mức đầu tư ban đầu không hề nhỏ. Được thành lập năm 2013, doanh nghiệp này đã đầu tư tiền tỷ cho khu sản xuất cây giống in vitro rộng 1.000 m² với năng lực cung ứng thị trường khoảng 5 triệu cây giống các loại một năm. Hạ tầng và đội ngũ công nhân được đảm bảo, nhưng doanh nghiệp lại gặp những khó khăn khác. Cái việc mà mua bản quyền nó cũng tương đối là dễ, nhưng mà cái văn hóa sản xuất hoặc là cái việc mà tôn trọng cái bản quyền ở cái khu vực ở phía ngoài thì cái đó là một cái vấn đề rất là nan giải. Đôi lúc ví dụ như mình mua một cái bản quyền giống với một cái giá trị rất là cao, nhưng mà khi chuyển ra sản xuất thì cái việc mà mất bản quyền là có thể là ngay lập tức. Rõ ràng, với những ưu việt mà cây giống in vitro mang lại, cần phải có những giải pháp phù hợp để sản xuất kinh doanh cây giống nói chung, cây giống in vitro nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần hỗ trợ nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát triển, nhất là đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lĩnh vực đã và đang được tỉnh ưu tiên đẩy mạnh. Xác định là khâu quan trọng nên các giải pháp quản lý và phát triển sản xuất cây giống in vitro trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng làm sao cho đạt hiệu quả và khoa học sẽ được tỉnh Lâm Đồng tính đến. Và chúng tôi sẽ mời bà con và quý khán giả xem trong bản tin 365 ngày chuyển động ngày mai. Bà con và quý khán giả hãy ghi lại địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, số điện thoại 02633829930. Nếu bà con nào có ý kiến phản hồi về chương trình hoặc là muốn tìm hiểu về cây con giống mới, mô hình hay, hãy liên lạc với 365 ngày chuyển động qua địa chỉ này. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.